Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày mai, khu vực miền Trung tiếp tục có nắng nóng từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 38 độ và nhiều nơi nhiệt độ còn cao trên 38 độ. Thời gian có mức nhiệt cao trên 35 độ suốt từ 11 giờ cho tới 17 giờ. Ở miền Bắc, nắng nóng cũng sẽ mở rộng thêm lên các tỉnh vùng núi và hầu khắp toàn miền sẽ nóng với mức nhiệt cao từ 35 cho tới 37 độ và nhiều nơi nhiệt độ còn cao trên 37 độ. Thời gian nóng nhất sẽ là vào buổi chiều. Trong những ngày nắng nóng, các bác sĩ đã chỉ ra những cách giải nhiệt sai lầm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Đó là tắm ngay khi vừa đi nắng về, đặc biệt là tắm nước lạnh. Để nhiệt độ điều hòa quá thấp sẽ gây choáng váng. Uống nước đá quá lạnh sau khi vừa đi nắng về. Và một số thói quen cũng dễ gây đột quỵ vào những ngày nắng nóng, đó là hoạt động thể chất quá mức sẽ dễ gây ra say nắng. Uống ít nước vì khi nồng độ nước trong cơ thể giảm, độ kết dính trong máu tăng cao dễ dẫn đến tăng huyết áp. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ trong những ngày nắng nóng. Chuyển sang thời tiết ở khu vực Tây Nguyên, dự báo ngày mai cũng nắng nhiều nhưng không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa trong khoảng 30 cho đến 32 độ. Đà Lạt sẽ là mức nhiệt 24 độ, về chiều tối một vài nơi sẽ có mưa rông. Với Nam Bộ, dự báo chiều tối mai chỉ có mưa ở một vài nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Thời tiết chủ đạo trong ngày là nắng và nóng, với nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ dao động trong khoảng 33 đến 34 độ. Trên biển, khu vực phía đông của Biển Đông, bao gồm phía đông của huyện đảo Trường Sa sẽ có mưa rông do chịu tác động từ một vùng áp thấp. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 có lúc cấp 8. Còn với huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, mưa vài nơi, tầm nhìn xa vẫn trên 10 km và gió nhẹ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.